mẹ trời mình phải không? Dạ. Thì hồi lúc mà đầu tiên nhân loại biết được chân dung của Phật mẫu là như thế nào, người mà thấy được là kiệt. Sau đó mẹ officially với người thấy được chân dung của cha là kiệt. Chị thấy cặp mắt của mẹ đó, tại những năm trước thì đẹp trai nha, không phải như giờ tóc bạc đâu, mười mấy chục năm trước. Thì cặp mặt của mẹ, cặp mắt cũng giống giống kìa. Cái người mà vẽ ra chân dung đó đó là không hề biết vẽ. Điển của mẹ vẽ vô á. Mẹ nói con đầu thai vô hình người Việt Nam, mẹ cho một cái chân dung nhân loại của thời này để mà có cái đó để hiểu, để thờ phượng. Chứ người Tàu, người gì họ cũng chưa từng được cái ân sủng đó. Chị thấy nước Việt mình có phước báo lớn không? Sau này nhân loại thờ hết tình cha mẹ mà nguồn gốc từ quốc gia Việt Nam, thì mình là phải nên hãnh diện từ ngay bây giờ. Mình là những bước đầu của mà những thế hệ sau á, của loan ra thế giới. Thì thời đó á, tại vì khi người biết thì không phải người thường, ngày nào á cái ngồi trong văn phòng làm việc á, cũng nhớ về thiên hết. Thì cái buồn buồn mà mình mẹ không có cho kiệt gọi là tự do thần thông, có thần thông nhưng mà có cái gì khi mình cần thôi, cảm ứng thông mà thiên nhãn thông thì có, nhưng mà cái thần thông mà giống như cầm cái điện thoại mà tối ngày đứa con nít mình nhớ cha nhớ mẹ gọi hoài á, trển cũng bận chứ đâu chịu nổi. Từng vấn an hay là hai ba ngày vấn an hay là đi đâu xa vấn an thì được phải không? Thì giả lại mình biết nhiều á mình sẽ loạn trí. Chỉ nhìn thấy kìa, có người bình thường hay người loạn trí vậy? Đúng là tại vì nếu mà mình ở hai thế giới, ở xung quanh kìa có rất là nhiều hộ pháp, những vị Rinpoche rất là cao siêu, có thần thông. Khi mà mình làm chuyện gì lớn á, mà một người mà sống hai thế giới như chị ngồi đây thì chị tiếp xúc với chị, nhưng mà người những cái người mà lỗi mà mở cửa ngửa cửa mà ấy nửa nửa đó, thì má chạy tới bên nó thọt vô cũng giống rồi cái anh hồn quỷ nó chạy tới bên nó thấy nội mà chị đối phó đó, mà người thường ông thấy là nó không nội này điên đâu á, chị không có đủ cái lực để mà đi nói chuyện người đời. Mục đích là mình nói chuyện người đời để cho người đời những cái con của mẹ để hiểu. Chứ là nếu mà như những cái kiểu kia đó, bảo đảm là không ai tin kiệt á. Nên mình đừng có bao giờ coi thường những người bị này bị kia, họ tưởng tưởng không phải. Là tại vì họ không có được những cái filter đó. Còn kiệt được những cái filter đó. Nhưng mà kiệt chị bệnh được, kiệt có 7 dòng hồ quang thiệt. Và đồng thời kiệt có tất cả các vị gia hộ đều là thiệt, họ hiện hữu rõ ràng luôn á. Ở trên Thiên Long Sơn á, cứ rảnh mà lấy máy chụp hình chụp là dính hoài á, mấy vị cứ đi dính trong hình hoài, mắt thường mình không thấy, mình đừng nghĩ là mấy vị không có nha. Thì Bi Chí Dũng tự đốt đuốc đi, đó là cha mẹ dạy. Đạo Thiên Tâm là tu ở nhà và đồng thời cũng tu ở chùa cũng được, chủ yếu là mình không có bị gạt. Tại khi mình bị mò, mình tôn sùng một vị thầy nào, rồi có một ngày mình biết được chuyện ê chề của cái vị đó, mình sẽ rất là cực kỳ bị sốc, đúng không? Rồi mình bỏ cha bỏ mẹ đâu có được. Đó là ma quỷ nó muốn vậy. Nó muốn chúng ta ghét Phật, ghét cha mẹ. Nó phải đóng vai như vậy. Nó phải làm cho mình không có chịu tu. Cũng giống như một đứa teenager 16, 17 tuổi lớn lên yêu đương, yêu cái đụng vô gặp thằng nó quậy quá cái chán, từ đó thì sao không muốn có bồn nữa vậy, bị ám ảnh đó. Như những gia đình mà ly dị á, con á nó cũng không có chịu lập gia đình theo, nó giống mẹ nó chán quá, nó có những cái đó. Thì bên cái chiêu trò bên ma quỷ nó cũng y như vậy á, nó làm cho mình chán Phật. Rồi Las Vegas hay là bicycle hay là vòng vòng đây nè, tại sao nó làm nghe tiếng nã lỗ tai, đó là âm thanh đúng không? Màu sắc là gì? Trời vô đó đèn màu nó chớp cái hình 3, 4, 6, 7 nhảy lon ton. Âm thanh và màu sắc nó cũng như áo vàng và đẹp trai đầu chọc rồi vậy đó đại khái, cùng giống nhau, không phải là âm thanh màu sắc. Khi mình dính vào mấy cái đó đó, gia đình con cái tiền của đổ hết. Cha mẹ dạy Thiên Tâm không có theo hình tướng mặc bất cứ đồ gì,
Con mặc đồ vest theo quần cục áo thun, lời của con nói ra là từ chân tâm mới là quan trọng, lời thật mới là quan trọng. Còn nói theo lời ma mị hay nói theo kinh điển hay nói theo để cho lôi kéo cái số lượng đông nhiều đệ tử, đó là lời của ma quỷ. Kỳ không kéo số lượng đông, kỳ cũng không có muốn nhận đệ tử gì hết. Những người có hữu duyên nhận để giữ Thuyên Long Sơn, rồi nhận giữ Houston, Thiên Long Giang rồi á, là gần đây thôi, cách đây và một thời gian gần, ở bề trên mới cho nhận. Bởi vì trong cuộc đời của Kiệt hôm nay 50 mấy tuổi, chưa có làm chuyện gì thật sự gọi là mission từ trên trời xuống, chỉ là thao trường giật giỏ thôi, chỉ là đổ cái nền móng thôi. Thiên Long Sơn là một cái nền móng, núi Thiên Long Sơn mà mình đã thấy hùng vĩ rồi, núi Cấm mới là thật sự cái đô của Kiệt ở về bản. Rồi cái công ty đi, làm chip, một cái công ty nó cũng như một quốc gia vậy. Trong đó 500 người, mà 500 người không có trình độ, trong văn phòng có cao có thấp, làm sao điều hành? Nó đánh lộn nhau tối ngày đó, nó cũng pho tới trong đó, nó cũng ăn hiếp rồi ăn gian rồi phe đảng, rồi từ general manager cho tới supervisor, đại khái là nhiều tầng lớp, nhiều khu trong đó nữa. Mà điều hành được cái hãng nó khó hơn điều hành một quốc gia. Cái quốc gia mình không có lương á là cũng phải làm, mà tao có học thức nói một cái là tao biết, quân đội nói một cái là đánh, mày không đánh tao phát lương mà sao có sao không, đâu có gì đâu, tao trả lương trễ. Còn nhân viên mấy thằng mễ á, mình trả thiếu nó một giờ thôi, nó vô nó chửi liền á, đưa ngón giữa lên chửi chủ liền á. Ừ, cho nên cái hẹn khó hơn cái quốc gia đó, cũng là thao trường vợt vỏ cái gì nói. Ở cuộc đến cái về Thiên Long Sơn rồi, đến lúc đó mấy vị mới nói là bị trở ngại đủ điều hết, bị ăn hiếp đủ điều, bị cộng sản, bị cao đi nó là phá, nó làm khó làm dễ. Để cái lòng nhẫn nại mình chừng nào, chúng ta những người thích Thiên Long Sơn, để cho nó làm ra cái lịch sử, để sau này những người Mỹ họ biết họ làm sai đó, theo đạo Thiên Tâm càng nhiều. Tại vì trên Thiên Tâm là thánh địa mà. Đó là bất cứ một cái đạo mới ra đời đều có gặp trở ngại là những lý do đó. Nó không có suôn sẻ. Ngày đầu việc mua đất đó 30 mẫu là chỗ mình thờ điện mẫu là 2,5 triệu. Bây giờ tiền mà luật sư với tiền giấy tờ nó lên tới 3,5 triệu. Cái vô lý không mà không có xây ra được cái gì chứ. Nói mà tiền vé, tiền giấy tờ rồi đi ra tờ rồi đi tới lui mà 3,5 triệu rồi đó. Người thường sao chấp nhận được cái số tiền lớn như vậy để mà chi trả? Bây giờ vẫn còn tiếp tục. Cho nên mình nói khởi nguồn 30 mẫu đất đầu tiên 2,5 triệu, bây giờ thành ra 3,5 triệu tiền giấy tờ. Còn những cái đất sau này mà hãy nó bán gần gần á, kiện mua tiếp tục, thì giờ nó lên là 360 acre. Thì bây giờ sắp sửa đang trong acre, thêm 100 acre nữa là 460. Mình đang bị đóng cửa nhưng mình vẫn mua tiếp tục. Chứ không phải mà bữa xin bà Trân xuống. Ngày xưa cái trái đất này là của Phật Mẫu nha quý vị. Nó không thuộc gì của ai hết. Thì xuống đây thì gom đất của mẹ lại để mà cho lưu truyền sau này, cho con cháu chúng ta người Việt có cái nguồn gốc con rồng cháu tiên ở trên đó mình thờ là Âu Cơ, Lạc Long Quân, rồi Đức Thánh Trần, Thánh Mẫu Liễu Hạnh, Đức Thầy Phật Thượng Đế, tức là cái nguồn gốc của mình. Ai lên đó là sẽ nhớ về lịch sử, là sẽ có một cái ấm lòng xa quê hương. Thì Liên Ông Thiên Long Sơn nó có cái nạn là để cho lưu truyền sau này, tức là mình bị nạn nhiều chừng nào thì cái tiếng nói sau này nó mới lan rộng ra. Đó là một trong lý do về mặt vô vi. Còn về mặt đời thì mình nói là chi bộ, và mình nói mấy thằng ăn hối lộ của mấy thằng chi bộ, về mặt đời là gì.